cơm chế ăn thêm. Cơm chế ăn thêm. Cơm chế ăn thêm. Thôi bây giờ là cái này là 25 mà làm kém 20. Rất là đông luôn á. Mẹ, bây giờ làm thêm cái là xưởng theo chưa? Thêm cái là xưởng không? Vừa là có cơm đông ngàn của thầy. Rồi. Cái gì? Cái chú đó kìa. Bên đó gì ạ? Không này chút xíu không? Chút xíu chính xác đó. 4 giờ chiều là bắt đầu bán. Hôm nào nói ăn. Mời Châu Đốc nha. Đây chút xíu thằng coi cái gì chị là giới thiệu cho nhà. 4 giờ chiều. Rồi cái gì nữa? Ủa, chỗ mà thơm trứng tét. Tao tao quay vô 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 trong. Tao quay với hả? Thôi. Đây quán cơm tấm Ngọc Hà nha cả nhà. Nói chung là quán cơm rất là bình dân, giá chỉ có 20.000 đồng cho nên là khách rất là đông luôn á. Mọi người nhìn cái cơm tấm ngon ghê không? Cơm tấm cái hạt tấm nó sợ sợ nó ngon. Cơm tép đó ba. Đây là số bao nhiêu thủ khoa hung cô? 93. 93. 93 thủ khoa hung cả nhà. Số nhà 93 luôn. Dạ. Thủ khoa hung. 4 giờ chiều là bắt đầu bán rồi. À 4 giờ chiều là bán. Rồi bán đến tối luôn đó. Tại vì cơm mà đây giá nó bình dân cho nên chút xíu là nó đông nhiều lắm luôn á. Nói chung Thảo đi về đây mấy lần rồi thấy nó đông rồi. Mới cỡ 6 giờ 6 rưỡi. Đông nghẹt luôn. Ngày lâu có thấy chị làm gì đây. Của chị là gì vậy? Cá xá xéo với trứng. À, công nhận cái cơm tấm ở đây ngon ghê luôn á. Ngoài cái hầm sườn cá tử luôn. Còn đây sườn cá tử nha. Chị đem cá xéo trứng kho phải không? Ừ. Đừng mở hành. Rồi tôi lên tôi quay nói hàng á. Dạ. Rồi cái cá xéo với cá tử. Đông ghê hả? Ừ. Em đi ngang đây là em thấy nó đông khủng khiếp luôn á. Bữa nay là hơi vắng. Ấm ra thêm rồi ơi. Rất là đông luôn á. Nói chung là mỗi cái chiều giờ cơm á, dạ. 6 giờ mấy là đông nghẹt luôn. Dạ. Nếu mà cả nhà mà có dịp mà đi về Châu Đốc á, mình ghé cái quán cơm tấm Ngọc Hà này ăn thử một bữa đi. À. Rất là ngon luôn á, giá thì bình dân. Thì có vậy gần như là 20.000. 20.000 dễ hả cưng? Dạ, cứ 20.000 dễ thôi, rất là rẻ. Đồ ăn thì còn khá là nhiều á mọi người. Bao tử, gà, giò heo giá cầy, sườn gam. Dạ. À, cơm tấm bì chả. Sườn bì chả, tép. Còn cái tép này cũng ngon lắm, tép riêng này ngon lắm. Nãy hồi ở đây có cơm cháy đó nè nha. Dạ.
Bánh cơm chay ngon lắm. Bán mấy hôm vậy? Chị thường là bán đến cỡ 7-8 giờ gì không chị? Dạ. Dạ. Còn tùy theo bữa khách vậy đó cả nhà. 7 giờ, 8 giờ. 7 giờ là hết rồi. Bán có 7 tiếng rồi. Từ trường trứng kho. Chị bán mấy tiếng? Từ trường trứng kho. Dạ, bán có mấy tiếng rồi thằng chị hả? Bán giờ về cơm vậy. Buổi chiều thì 4 giờ thì đầu chị có khách rồi á. Dạ. Bán giờ bán từ 7 giờ 7 giờ 7 giờ mấy nào chị dọn. Dạ. Ừ, bán siêu nhanh luôn đó. Bán có mấy tiếng rồi đó. Rồi nếu mà cả nhà mà có dịp đi về Châu Đốc ghé quán cơm Tấm Ngọc Hà nha. Hào đọc lại cái địa chỉ đấy là số mấy vậy chị? Số nhà 193 đường Thủ Khoa Huân. Dạ. À, số 193 đường Thủ Khoa Huân, thành phố Châu Đốc với cả nhà. Ở đây là họ sự bị ép đặt không để gì hết, không có hành, không chua, không ớt. Nhưng mà đứng sớm cũng khỏe. Cái đó là phòng gạo đó. Không để gì chứ không con? Đây là đang nướng sườn này nha. Sườn thì nướng tại đâu bán tới đó cho nên nó nóng, hủy nó không ngon. Rồi, bán cho nó. Rất nhân. Quán cơm này là bao nhiêu năm rồi ạ? Cũng được 5-6 năm rồi. Dạ. Mà khách đông ghê hả? Dạ, đông lắm, ở đây hơi vắng á. Dạ. Qua dữ lắm. Bữa nào cũng vắng vậy á. Bút đông đông thì gì vậy? Cuối tuần nó đông hay là sao anh? Bán dân ở đây mà đâu bán. À, đâu bán du lịch đâu đúng không? Ờ, đó, dạ. Dân địa phương. Dạ, bán dân địa phương thôi. Dạ. Có nghĩa là ngày nào cũng đông hết là bán ra ăn cơm rồi. Bán bình dân. Dạ, giá rất là bình dân luôn, có 2.000 ăn no luôn à. Mình kêu thêm cơm thêm là no luôn. Trà đá ở đây mình miễn phí anh. Dạ. Còn đâu có lấy tiền ai uống nhiều ví dụ. Bán cho bị hương mà lâu dài. Lâu dài nó là. Dạ. Mà đúng là bán địa phương mình phải làm ăn ngon họ mới trở lại. Đúng rồi. Du lịch là ăn sợi nó khác. Ăn xong rồi ta đi rồi, người ta đâu ghé mình nữa đâu. Đó. Mình đâu có chém được cái gì đâu, cái giá gian là 20 hả? Dạ. Còn ở đây mà mình bán mà giờ là người ta một lần người ta đi luôn, người ta đâu có dám tới nữa. Đúng rồi. Đó. Mình chết luôn á. Dạ. Họ làm tấm ngon lên. Rồi, vậy thôi anh chị nướng nha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Rồi. Đây là nhà thấy khách nè. Khách rất là đông luôn á. Khách nói chung là quán cơm này mua về là phần nhiều. Đem về là phần nhiều. Ăn đây cũng nhiều vậy. Dạ, ăn cũng nhiều. Ba ghế rồi. Cơm chảy ngon ghê không? Cơm chảy đầy đủ hay sao trời? Bỏ cơm chảy đầy đủ thì chị dài luôn. Cơm chảy đầy đủ thôi lại. Đây là bà người mình một tử lên rồi. Bán hộp cơm chảy. Họ cơm chảy đầy đủ chảy là đầy đủ. Hôm nay là đi với anh Thảo về Châu Đốc nha, thì lại tìm thêm một cái quán cơm bình dân giá rẻ. Nếu mà cả nhà có tới Châu Đốc thì có thể ghé một cái địa chỉ này để mà thưởng thức ha. Đây là cái dĩa cơm mà Vi gọi là sườn với tép. Thì sườn ở đây Vi thấy là nướng trực tiếp luôn. Hơi khét khét chút nha cả nhà. Thì cái đồ nướng mà nướng than thì nó hơi khét khét này. Thì mình có thể bỏ ra. Còn đây là tép nha cả nhà. Tép Vi thấy là tép đồng ram. Rồi ăn chung với cơm. Ở đây quán cơm này thì quán là quán cơm Ngọc Hà, nhưng mà có nhiều cái món ăn nữa cả nhà. Ngoài có sườn, có tép, rồi có chả, có trứng, rồi có đủ thứ hết. Cả nhà muốn ăn món gì thì cũng có. Nhưng mà giá rất là bình dân nha. Tầm 20.000 thôi, tùy cái món mình gọi. Và cái quán cơm này là bán lâu đời rồi. Ở Châu Đốc, dân ở Châu Đốc ăn rất là nhiều và khách rất là đông luôn. Cái dĩa cơm của mình kêu ra nè, có cái phần dưa leo, muối, chua nữa. Đây là cái phần nước mắm nha cả nhà. Vi có kêu thêm một cái trứng kho nè, cái phần nước mắm này là ngon lắm luôn á. Sánh mà kẹo rất là ngon, mình chan lên rồi mình thưởng thức thôi. Nếu mà mình về Châu Đốc mình muốn tìm một cái quán cơm tấm mà nóng mà giá rẻ bình dân thì mình có thể ghé cái địa chỉ này nha cả nhà. Cái cơm nó nóng. Đi ra mà sợ cơm nó nguội lắm, nhưng mà cơm đây thì nóng. Đúng là cơm tấm thiệt luôn cả nhà. Tấm rất là nhuyễn luôn. Tép thơm thơm nha.
ram á, cho nên giòn giòn thơm. Đồ ăn ở dưới Châu Đốc á thì hơi ngọt so với Vi, nhưng mà nếu cả nhà nào mà ăn quen á thì chắc có thể là ngon. Mình ăn thử miếng sườn. Sườn này cũng được ướp sẵn luôn, cũng vị hơi ngọt ngọt, nhưng mà Vi thấy là ở đây làm giá cả với lại cái thức ăn như vậy thì nó khá ổn. Nếu mà cả nhà có dịp về Châu Đốc thì nhớ ghé ăn thử nha. Bây giờ mời cả nhà ăn thử ăn cơm chung với Vi bữa ăn cơm tấm này nha. Nước mắm ở đây làm á ngọt ngọt đậm kẹo. Sườn được đập mà đập cho nó mềm cho nên rất là dễ cắn luôn, nướng thì nóng thơm. Anh em mà cả nhà có dịp đi về Châu Đốc ghé thử quán cơm tấm Ngọc Hà này nha. Bây giờ chào cả nhà để Thảo Vi ăn cơm.